Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mấy chị em ơi, ơi, mình đi ra ruộng, mình xem con trâu, con trâu, con trâu nước. Con trâu nước, con nào? À, chết mẹ, con bồ tót Mỹ. À, dâu, nè màu đỏ nè. Dâu, dâu. Trời ơi, trời. Ra Thu Phương, ra nó nghe coi Thu Phương. Ôi ơi, quay một vòng coi. Ôi ơi, quá đẹp trời. Nhưng mà nói nghe này chị Thi biết không? Cái bộ đồ của chị Phương mặc bữa nay là bộ đồ mà người ta nhảy standbox. Vậy á? Người ta khiêu vũ, người ta nhảy. Ồ, nhưng mà chắc chắn là Thu Phương sẽ biết cách đó, rồi Thu Phương mới mặc bộ này. Vậy phải không? Thử không? Thử nhảy không? Rồi, lên nhạc cơ. Quý vị cho Thu Phương một tràng vỗ tay lớn luôn quý vị. Dạ, kính thưa quý vị. Quý vị hãy xem Vũ Thu Phương nhảy khiêu vũ quý vị nha. Ôi ôi, cái lưng ghẻ không chị ơi. Vô, hey, ba. Ôi ôi, quá đẹp. Quay một vòng luôn em ơi. Rồi, em cầm cho vô. Rồi, đem bóp lên chị. Vô, ừ, đúng rồi. Hey. Rồi, hỗ trợ vô, ừ, đúng rồi. Vô. Tăng, tăng, vô, hey. Tiếp luôn, tiếp luôn. Ừ, hey, hey, hey. Kính thưa quý vị, quý vị vừa được xem một màn rất đặc biệt, đó là đấu bò tót thưa quý vị. Trời ơi, chị Phương. Tăng tăng. Trời ơi trời. Phương ơi. Nó chơi mất dài quá à. Sao vậy? Nó quay sau một lát nữa cái mặt chị úp vô cái nách nó hơi gình nè. Trời ơi, muốn té luôn kìa. Rồi, kính thưa quý vị, những cái đẹp đang phục vụ quý vị qua dòng lời đầu tiên của phần 2. Với mặt tài là vẽ đó là 30.000 đồng. Con làm gì mà nhìn chú Chí Hùng dữ vậy? Con trai. Là đừng có giật nữa bà nội, nó thèm má ơi. Con ơi, con nha. Nha, bên mẹ con mới có sữa, bên đây có silicone nè con. Con. Ê, nó khóc bà ơi. Nó khóc rồi kìa. Kêu con nít kêu nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng thôi. Ừ. Bà nội kêu kiểu đó, nó tưởng ba nó đó má. Nó không nghe. Cuộc đời không bao giờ đẻ được là như vậy đó. Bà mà đẻ ra không biết sao mà dạy được nó nữa đó. Có trứng đâu đẻ má. Sao đi à? Mày gì ra? Mày gì ra? Mày gì ra? Mày gì ra? Mày gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây người? Dù gì ra? Mày dòng sông bến nữa con đò đã trôi còn đâu? Đã trôi còn đâu? Liều nhanh dắt lá dây đầu quấn quanh hàng cao. Quấn quanh hàng cao. Chẳng dạng trăm năm tình ngàn năm. Ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình về theo nước trôi. Ngoài kia gió lớn biết chiều nay nước trôi về đâu, nước trôi về đâu, đò ai không bến câu hò buồn biết trôi về đâu, biết trôi về đâu, nhung nhớ cung đành rú lại câu hò thủy chung, nhung nhớ cung đành rú lại con đò. Chỉ chân tự hát là tự tưởng tượng như ai đang móc mình phải không? Không, chị đang thấy cái gì? Lan. Lan ở đây nè. Lan. hồi nãy Lan Đầu Phộng nói rồi quý vị, kể từ ngày hôm nay Lan Đầu Phộng sẽ không diễn hài nữa. Đúng. Mà Lan Đầu Phộng có sẽ phải diễn... không nói là không diễn hài, chị nhắc lộn. Rồi, bây giờ Lan Đầu Phộng diễn hài nè. Tôi diễn hài. Ừ. Nhưng mà không hài thì tôi sẽ diễn bi. Rồi, bây giờ người đẹp Lan Đầu Phộng và Cù Thiên Xích sẽ trình diễn một trích đoạn cải lương bi để phục vụ cho quý vị. Ra đây hai đứa. Để quý vị cho hai người đẹp một tràng vỗ tay lớn luôn quý vị. Một ca khúc thôi chứ không có trích đoạn cải lương. Không, trích đoạn nhẹ nhẹ, ý mình nói trích đoạn mình diễn tới đâu mình diễn. Rồi, tới đâu mình diễn. Đam mê đê mà ngu quý vị. Có còn ai nữa không? Lấy mặt sầu đi. Lý quý vị. Rồi, nó nghe nè. Nghe nè, diễn bi nha, không phải bi xích xua nha bà nội. Nhưng mà diễn cái gì? Liên khúc đi. Không, bây giờ nè, nó nghe nè. Sao? Bây giờ nè. Con này là đóng vai mẹ. Mẹ. Mày đóng vai là con. Con. Rồi. Con đây nè. Rồi tình cờ mới biết ra là hai mẹ con tình cờ mới biết ra là cái con nhỏ lớn nhất, con nhỏ cả lên Sài Gòn làm gái. Nhưng mà ở đây nó làm gái mình không có buồn. Mà buồn cái nó làm không ai chơi. Hiểu không? Cho nên mới quyết định là bây giờ làm khóc lóc đưa đạo y ấp mỹ. Làm đi. Làm cái gì? Má ơi. Sao đạo diễn này khó quá. Rồi gốc rồi. Là bây giờ nè. Bây giờ sao? Tôi là mẹ phải không? Là mẹ. Nhạc buồn em, nhạc buồn mẹ, mẹ ra. À không. Hồi đó không có mấy mai mai đâu. Mai tai đi. À mai tai. Ừ. Hồi tưởng nó mai tai. Rồi nhanh nè, xúc tích lên. Không, nhạc khúc này là đang nhạc cũng như nhạc bình thường thôi, phải nhạc buồn tại vì đâu biết đứa con nó là chỉnh làm gì đâu, bình thường thôi. Má. Rồi. Má. Má ơi, gì bay, tao bị bệnh tim đó bay. Biết hả? Con có chuyện nó bị lạnh má nè. Nói cái gì? Đứa nói đứa trả lời, không có trùng thoại. Chị
Chị im đi em diễn nè. Ừ. Chị nói hoài em diễn không có được. Tao đạo diễn. Rồi nói đi. Con có chuyện muốn nói với má nè. Rồi con nói đi con. Chị hai. Giống kịch của Phường quá. Trời ơi. Xài đặt ra. Đồm xài đặt ra. Đừng có đi. Đang đổi. Vô lẹ lên. Biết rồi, biết rồi, biết rồi. Rồi đó đi. Con có chuyện muốn nói với má. Rồi nói đi bay. Không. Bà làm mẹ mà phải cảm tình lên. Rồi nói mẹ gì mà mất dạy quá vậy. Nói. Trời ơi bà nói chuyện gì kỳ vậy trời. Đúng rồi. Mẹ mà nói chuyện. Rồi rồi má ơi. Nói đi bay. Đó đúng rồi. Chị hai. Chị hai. Chị hai bà lên Sài Gòn. Chị hai bay nó làm gì? Bà làm gì, làm gì con nói gì? Làm gì? Làm gì? Làm gái. Trời ơi. Không, khúc nào không có bất ngờ. Khúc nào không có bất ngờ. Tại vì tại vì cái con này nó phải chạy ra nó kể mình mới biết. Còn mày ở sao? Nhà mày con mày là con út hờ sao mày biết đó cho nó làm gì? Má nói với em. Khoan đã, má này có ai mà đứa con đi làm gái vậy? Nói với mẹ, mẹ ơi con làm gái không? Ừ. Thì mày ra, cái tao một lát tao mới ra, tao là bà chủ nợ tao đợi. Rồi vô tiếp tục. Rồi nhanh gọn lẹ. Là làm lợi hả? Rồi bữa nay đi. Bữa nay sổ có hai vòng hả? Rồi. Má. Má ơi. Má. Sao? Con. Lẹ. Con. Sao con? Má. Con có chuyện muốn nói với má nè. Má ơi. Má. Con làm gái với má. Trời. Rồi xuống gì đây? Xuống gì đây? Cái gì vậy trời? Sổ số đi rồi chị. Tự nhiên kêu người ta diễn này thầy cô. Số gì ra cái đó chị. Số gì đây à? Mày biết chuyện này à? Trời ơi là trời mất. Mày rõ ràng không? Chị thấy rồi đó. Rồi kêu số đi, kêu số đi rồi. Kêu đi má. Mày gì ra? Mày gì ra? Mày gì ra? Mày gì ra? Nhớ từ từ được rồi nhúng nhau. 36. Mày gì đây? Mày gì đây? Mày gì đây? Tôi sinh ra tôi tình chỉ mang mình xác không hồn nên xa lánh gia đình. Mẹ là người hưởng an cuối con vì biết con không giống như người ta. Ôi ca tiếng ghê vậy sợ. Là gì vậy? Đang hát ngon cái đưa mì chô vô cho người ta. À thấy không? Đổ thừa. Cái mì chô kia nó gần hết binh rồi. Alo. Alo. Được rồi cái mì này được nè. Giống thiệt cái chán dễ sợ. Giống như người ta. Nhưng phải hát cho được nghe không? Được mà. Đổi em mới nói gì làm? Em mới hỏi gì? Ủa, Lan đâu phỏng đâu rồi? Em mới hỏi cái gì? Ê, làm hỏi hát tới khúc nào rồi? À vì biết con không biết như người ta. Ủa? Mùa xuân hoa nở ngày xưa vậy đó. Ủa, cái khúc đâu này đâu có. Vì không biết con giống như người ta. Vì giống như người. Vì cha bỏ rơi tuổi thơ không ngày vui. Ghen 13. Con 13, con 13, con mày đầu tiên. Con 13, con 13, con 13. Con 13, con 13, con 13, con 13, con 13. Lan. Đây. Ca nè, ngồi xuống. Lối sớm bà con dính xì xào bà. Khoan đi quay, diễn chung nha. Ừ. Ờ chung á. Lối sớm bà con dính xì xào bà. Ta. Em biết tại sao xì xào rồi. Sao vậy? Biết tại vì chị sao? Đã là BD mà còn hát dở, mà còn xấu nữa. Thành ra là người ta xì xào. Bởi vì tao biết. Đúng rồi. Vậy thì cái chị gắt đi là BD. Chị là chiêu con trai. Yêu người đồng giới. Khổ lắm. Đau. Té. Mày mà. Không có ai mà té cái kiểu này. Tôi phải canh với cái giờ tôi. Bây giờ chảy máu nè. Rồi, bây giờ nè. Lối sớm bà con dựng xì xào bàn tán. Xì xăm, xì xăm. Xì xăm bàn tán. Rồi. Mặt tiếng khe. Tôi âm thầm. Mặt tôi âm thầm nuốt lệ. 55. 55. 55. 55. Chào vỗ tay lớn luôn quý vị. Get Win Suri, Minh Tuyết và Vũ Tu Phương. Yeah. Đây. Trời ơi, ba con voi ma mút. Quá trời đây. Alo, alo. Gì dễ thương quá. Dạ. Yeah. Alo. Gì? Trời ơi. Dạ kính thưa quý vị. Cái gì vậy? Gớt guốc. Trời ơi, ai mà nữ mà mang size tới 48 vậy? Có này. Mày đang mày không phải là mày lụm guốc đâu, mày biết là mày lụm cái gì không? Ôi ôi ông bà. Chiếc xuồng ba la. Đúng rồi, chiếc xuồng. Mày cả cái đầu giống boss con teo quá vậy trời. Lâu lắm mới gặp lại chị. Chị lâu lắm mà chị mới gặp lại em. Thôi bây giờ cho dòng loại sổ đi. Sao chưa đuổi chị hả?
Mày đi vô tổng đi. Lâu ngày gặp lại. Thôi bây giờ chúng ta cho một tràng vỗ tay nữa đi ạ.